Hôm nay mình có bồn tắm mới, bồn tắm bóng đấy các bạn ạ. Bồn tắm bóng rất là thích. Nếu mà nằm tắm trong bồn tắm cộng massage bằng bóng thì rất là sảng khoái, thoải mái. Chính vì thế hôm nay mình đã mời Elsa đến để tắm cùng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Elsa. Hôm nay mình được Barbie mời đến tắm bóng, mình rất là thích. Thôi, bây giờ chúng mình cùng vào thay đồ thôi. Xin chào các bạn. Ủa? Elsa? Elsa có bộ áo tắm giống hệt của Barbie này. Ừ nhỉ? Elsa mua bộ đồ tắm này ở cửa hàng của nàng tiên cá LGO đấy. Thế còn Barbie mua ở đâu? À, mình cũng mua ở cửa hàng của nàng tiên cá LGO. Ồ, thế thì đúng rồi. Thôi, chúng mình cùng đồng phục tắm đi vào chậu tắm thôi. Ồ, tắm bóng thích quá các bạn ạ. Một chậu một bồn tắm bóng với nhiều và quả bóng màu sắc khác nhau rất là thích. Massage bóng thì thật là tuyệt vời. Massage bóng. Thật là sảng khoái. Xin chào các người đẹp. Ồ, hai người đẹp đang tắm bóng, cho anh tắm cùng với được không? Xuống tắm cùng đi Kiếm, tắm bóng và massage bóng thích lắm, rất là sảng khoái, thoải mái. Thế thì anh xuống đây. Ồ, tắm bóng và massage bóng quá là thích. Thích quá, thoải mái lắm các bạn ạ. Nếu thoải mái thế thì hôm sau Barbie lại mời Elsa đến tắm cùng nữa nhá. Ồ, rất sẵn lòng.